Chào mọi người, mình là Lê Anh Ngọc, năm nay 25 tuổi, qua đài làm việc, công tác làm việc tại Đài Loan. Thì hôm nay là cái hội chợ Đông Nam Á vào năm 2023 đầu tiên, thì mình có một bộ môn gọi là vật tay, muốn là giới thiệu cho quảng bá cho mọi người biết về bộ môn này. Và mình hôm nay đại diện là huấn luyện viên dạy cho mọi người chưa từng trải qua bộ môn vật tay này để biết và hiểu thêm về bộ môn vật tay này là nó cần những yếu tố gì. Và sau đây mình sẽ ví dụ cho mọi người biết về bộ môn vật tay này nhiều hơn một chút, là sẽ thử với là anh bạn phía bên này là bạn Đặng, mọi người cùng xem mình giới thiệu qua. Em có thể nói bí quyết cho các bạn biết không ạ? Bộ môn vật tay này đòi hỏi là kỹ thuật và sức mạnh kết hợp với nhau thì nó mới tạo thành một gọi là sức mạnh tuyệt đối để mà hạ gục đối phương. Nếu mà mọi người chỉ dùng mỗi cánh tay thôi thì chưa được, mình phải dùng cả toàn bộ cái phần cơ trên từ phía bên sườn mình đi lên cả cánh tay, dồn về một lực thì mình mới lôi được đối phương về. Nếu mà bạn dùng chỉ mỗi cánh tay mình để mà hạ đối phương thì rất khó. Nên là trong vật tay nó cần đòi hỏi rất nhiều cái gọi là quan trọng. Kỹ thuật là cao, kỹ thuật là nhiều, sức mạnh cũng cần. Khi mà kết hợp được hai cái lại một thì các bạn sẽ là mạnh rất nhiều. Vâng, cảm ơn em. Tôi xin chào nhỉ, xa nó cơ phí quản lý được không? Đó. Chào. Mấy ly rồi.